Xin chào nhạc sĩ Lê Mây, và trước hết xin gửi lời cảm ơn tới nhạc sĩ Lê Mây đã dành nhiều tình cảm cho hệ thông tin giải trí VOV3, chọn VOV3 là cái nơi mà nhạc sĩ gửi gắm những cái ca khúc của mình để giới thiệu tới đông đảo bạn yêu nhạc trên cả nước. Xin mời chào các bạn và chào tất cả các quý thính giả đang nghe đài. Thưa quý vị, nhắc nhạc sĩ Lê Mây, trong những chương trình trước đây thì các bạn cũng đã nghe thấy một ca khúc của ông là Ao Làng đạt giải trong cuộc vận động sáng tác ca khúc về đề tài môi trường. Và hôm nay chúng tôi vừa mới nhận được một ca khúc mới của nhạc sĩ Lê Mây, ca khúc có tên gọi là Võng Đay Chưa Hè. Một lát nữa thì các bạn sẽ được nghe ca khúc này. Trước hết xin ông có thể giới thiệu cho bạn nghe đài biết là cái cảm xúc sáng tác của ca khúc này. Thưa quý vị, thật may mắn cho tôi là tôi đã có một vùng quê. Quê tôi thôn Đoàn Đào, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên. Đương nhiên là gốc gác của tôi lại còn quê nữa là bên Thái Bình, xong rồi từ ngược từ Thái Bình xong rồi còn gốc là dòng Lê Thanh Hóa. Nói tóm lại là tôi có một cái gốc quê thật là dày, thật là dài, thật là xa. Thế khi ở cái tuổi đã sấp xỉ 70, tôi về quê tôi và xây một cái nhà có chỗ đi về, rồi rưng rưng dòng lệ rằng những năm tháng trẻ trung mình đã như con tầm rút ruột, mình đã sống không hề tiếc mình. Thế và trở về nằm ở trên cái võng đay chứ không phải võng ni lông. Một chuyện rất thật là trên cái mảnh đất các cụ để lại, tôi để một cây nhãn và một cây khế cách nhau chừng 100 mét và buộc vào đó đong đưa và nghe tiếng chim gọi vịt, tiếng chim từ quy. Khi nghe cái tiếng của nó hót vào buổi chiều thì nôn nao và người ta muốn bỏ cái nơi mới để về nơi cũ, hít thở không khí, ngửi những hương của cỏ cây hoa lá bốn mùa, rồi thăm bạn bè, thấy thật là hạnh phúc, thật là sung sướng. Thế và tôi đã viết Võng Đay Chưa Hè trong một cái tâm trạng rất là thật, với đầy những cảm xúc, những gì có ở quê, ví dụ như là bờ tre gốc lúa, bạn bè cũ thuở cắp sách đi học với nhau, học vừa khêu một cái ngọn đèn dầu, rồi đi chân đất, cỏ gừng đâm vào chân làm gì có giày dép. Những kỷ niệm đó đều được gửi gắm ở trong bài hát. Đó là một hình ảnh một làng quê Việt Nam rất là thanh bình. Trong ca khúc này thì có cái hình ảnh nào mà ấn tượng hoặc là gây cảm xúc nhất đối với nhạc sĩ? Con tầm ăn dâu, con tầm rút ruột và trở về quê hương, như nói với cha ông mình, nói với làng xóm mình, con trở về với các cụ, con không xấu hổ. Và các cụ, những người còn người mất, tôi muốn từ làng quê mỗi chúng ta ra đi, sau khi trở về làm được một điều gì đó cho xã hội, nếu không làm được việc lớn thì làm một việc nhỏ, miễn là chúng ta sống một người tử tế. Và đấy là những cái cảm xúc của nhạc sĩ, những cái mà nhạc sĩ muốn truyền tải tới bạn yêu nhạc, tới người nghe, đúng không ạ? Và vậy ở trong ca khúc này thì nhạc sĩ có sử dụng những cái chất liệu âm nhạc hay là những cái thủ pháp sáng tác nào không ạ? Quả nhiên trong bài hát Võng Đay Chưa Hè hoặc những bài hát khác, tôi ít có một cái câu nào nó nguyên si dân ca. Trong bài này cũng thế, nó chỉ mang hồn cốt của người Việt, mà cái người Việt ở đây với riêng tôi và trong bài hát này là cái hồn cốt của dân châu thổ sông Hồng. Nghe nó có sóng nước của sông Hồng, có cái mặn mòi của phù sa, có tiếng hát cào cỏ trên đồng, có trống quân, có cò lả, tức là luôn luôn có những cái âm hưởng dân gian ở trong các ca khúc của nhạc sĩ Lê Mây, đúng không ạ? Vâng, vậy còn phần trình bày của ca sĩ thì sao ạ? Nhạc sĩ đánh giá nào? Võng Đay Chưa Hè tôi đã nhờ giọng hát của Lê Khoa. Lê Khoa có được cái mà tôi mong muốn. Lê Khoa đạt được cái thống thiết, cái da diết ở cái đoạn về thôi, về thôi, về làng thôi, về quê thôi. Lê Khoa cũng đạt được cái tưng tửng ở trong đoạn đầu, về làng thôi, về quê thôi, dừng cuộc chơi phố xa, về làng thôi, về quê thôi, dừng cuộc chơi thì thành. Tôi hy vọng là với giọng hát của Lê Khoa, Võng Đay Chưa Hè sẽ đến được với cõi lòng của những người đã cao niên, và cũng đến được với những người còn đang trẻ trung nhưng mà có một mảnh quê để rồi năm năm tháng tháng đi về, và mỗi lần đi về như thế ta lấy được cái hồn Việt
Và chính cái hồn Việt ấy cho ta sức mạnh để cho ta làm một người Việt. Và khi đã làm được người Việt thì ta giữ được đất Việt. Dạ, xin cảm ơn nhạc sĩ Lê Mây. Và bây giờ thì xin mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc mới sáng tác của nhạc sĩ Lê Mây, ca khúc có tên gọi Võng Đay Chưa Hè, do ca sĩ Lê Khoa trình bày. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bôn ba bốn phương trời, bỗng một ngày tóc xanh rắc muối, bỗng một ngày chồn chân mỏi gối, về làng thôi, về quê thôi, dừng cuộc chơi phố xa, về làng thôi, về quê thôi, dừng cuộc chơi thị thành, về thôi, về với ông bà, về với mẹ cha, gặp bạn cũ thời cắt cỏ chăn trâu, gặp bạn cũ thời xách đèn bên nhau, bãi mía nướng sâu bờ tre gốc lúa, về thôi. Tầm ăn dâu con tầm rút ruột, cánh buồm mơ ước về nẻo bên quê, một cành nhãn ngọt một cành khế chua, võng đầy đong đưa tiếng chim gọi vịt vịt vịt, chân trời xa tít ta nằm thiêu thiêu. Võng đầy chưa hè, võng đầy chưa hè, ta nằm thiêu. Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc mới sáng tác của nhạc sĩ Lê Mây, Võng Đay Chưa Hè, do ca sĩ Lê Khoa trình bày. Đây cũng là món quà mà nhạc sĩ Lê Mây gửi tặng các thính giả thân thiết của Thông Tin và Đời Sống Âm Nhạc Trong Nước.